chào mọi người. Sau bao ngày suy nghĩ thì Ngân đã có một quyết định rất rất quan trọng là tạm biệt chiếc kính cận. Vì Ngân thấy mỗi lần đi quay hình hay là dự sự kiện đeo kính rất là vướng víu. Sau khi tìm hiểu kỹ lưỡng, được biết bệnh viện FV đang có kỹ thuật mổ mắt không chạm Smart Surface. Đây là một kỹ thuật mới. Ngân nghe nói ở đây khám tiền phẫu cũng như chăm sóc hậu phẫu cũng tốt nữa, nên Ngân đã quyết định chọn bệnh viện FV để gửi gắm cửa sổ tâm hồn của mình. Sau khi nhận được đăng ký phẫu thuật mắt của Ngân thì bác sĩ hẹn Ngân đến khám tiền phẫu. Cùng đi với Ngân để biết việc khám này cần thiết như thế nào nha. Do đã đặt lịch trước nên Ngân chỉ mất 5 phút để mở hồ sơ thôi. Xong rồi, giờ thì đi qua khoa mắt để tiến hành khám thôi. Khoa mắt của bệnh viện FV đông quá trời luôn. Ngồi đợi 10 phút cũng tới lượt mình rồi. Mời em Nguyễn Thị Mỹ Ngân. Ngân được khám mắt với rất nhiều bước, chẳng hạn như là đo thị lực mắt, kiểm tra tật khúc xạ, đo cơ sinh học và độ dày giác mạc, chụp bản đồ giác mạc. Sau đó Ngân được nhỏ mắt giãn đồng tử rồi chờ. Sau một tiếng, thực hiện kiểm tra lại lần nữa. Ở mỗi bước, các anh chị kỹ thuật viên sẽ giải thích cho mình công dụng để mình hiểu luôn. Ngân thích nhất điểm này nha. Mình có những cái máy móc hiện đại sẽ phát hiện ra được những cái bệnh lý mà chống chỉ định phẫu thuật. Đặc biệt là bệnh lý mà nó đang ở trong cái giai đoạn tiềm ẩn, bệnh nhân chưa biết hoặc là đi khám thông thường cũng không phát hiện ra. Lúc đầu Ngân nghĩ chỉ mất tầm 30 phút thôi, vì Ngân thường đi khám mắt mấy chỗ khác nhanh lắm. Nhưng không nha, ở FV tổng cộng thời gian khám mắt gần 3 tiếng lận đó. Giờ thì Ngân vào gặp bác sĩ để nhận kết quả nha. Mắt của em hiện tại thì độ cũng thấp thôi, không cao. Cả hai mắt đều 2 độ 75. Tuy nhiên là mắt em có một cái tình trạng đặc biệt, đó là giác mạc em khá là mỏng. Độ bền cơ sinh học trên giác mạc của em cũng hơi yếu nha. Cho nên là chắc là không có mổ được đó. Có thể là em đeo kính hoặc là mình đeo kính áp tròng. Bác sĩ Mai dặn Ngân rất kỹ là không được phẫu thuật mắt bằng bất cứ phương pháp nào. Nếu không, sau khi phẫu thuật, độ sẽ tăng rất nhanh, giác mạc giãn phình lên. Lúc đó có đeo kính cũng không nhìn thấy được. Chỉ định mổ, cái chuyện rất là quan trọng là khám tiền phẫu, kiểm tra hết tất cả những thông tin trên mắt để mình cân nhắc xem là mắt này có đủ điều kiện để phẫu thuật hay không. Không phải là ai cũng phẫu thuật được. Nếu mà cố tình mổ thì sau phẫu thuật một thời gian thì nó sẽ có nhiều cái biến chứng rất là có hại cho mắt. Hôm nay cũng buồn tại vì tới là không có được phẫu thuật mắt, nhưng mà nhờ đi khám như vậy mới biết là mình bị giác mạc mỏng. Thì nếu mà không phải khám ở đây mà đi khám ở một cái nơi khác hay là gặp những bác sĩ mà chỉ định sai á, thì sau khi mổ xong thì mình có những cái hậu quả khác khó lường. Ngân thấy mắt là giác quan nhạy cảm nên các bạn cần chọn những nơi khám và điều trị uy tín chất lượng, giống như bệnh viện FV nè. Mà làm gì làm, nhớ nghe theo chỉ định của bác sĩ đó nghe. Nếu có ý định phẫu thuật mắt tại FV, hãy liên hệ số điện thoại 028 5411 3333 để đặt lịch hẹn khám nha. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy nhấn like hoặc chia sẻ và đừng quên đăng ký kênh YouTube Bệnh viện FV để theo dõi những video mới nhất, những thông tin sức khỏe hữu ích các bạn nhé.